Chiều 9 tháng 4, lãnh đạo xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh cho biết, trên địa bàn xảy ra một vụ nổ vào khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày tại công ty cổ phần giấy Hưng Lợi. Thời điểm trên, người dân nghe tiếng nổ lớn, sau đó phát hiện một người tử vong tại chỗ và hai người bị thương. Ngay sau khi sự việc xảy ra, công ty đã phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra bảo vệ hiện trường và báo cáo cấp trên. Theo ghi nhận tại hiện trường, vụ nổ khiến toàn bộ mái của nhà máy đổ sập. Được biết, công ty Hưng Lợi đã tạm dừng hoạt động và đang trong giai đoạn sửa chữa, xây lắp thêm hệ thống phòng cháy chữa cháy. Ngoài ra, công ty Hưng Lợi đã bị các cơ quan chức năng xử phạt hành chính với hành vi không có giấy phép môi trường theo quy định với mức phạt là 320 triệu đồng, yêu cầu đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải mà không có giấy phép môi trường của cơ sở trong thời gian từ 4 đến 5 tháng, từ tháng 1 năm 2024. Lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ. Thưa quý vị, những ngày qua tại Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội, tình trạng mất nước, nước yếu chảy nhỏ giọt xảy ra thường xuyên, khiến cuộc sống của nhiều hộ dân đảo lộn. Thậm chí nhiều người không dám tắm để tiết kiệm nước sinh hoạt. Ghi nhận dưới đây của phóng viên VTC14. Nhận được thông báo từ Hợp tác xã Triều Khúc về việc nguồn nước sông Đà bị thiếu, dẫn đến việc thiếu nước sạch trên diện rộng. Ngày nào, anh Nguyễn Đức Minh ở ngõ 111 Triều Khúc cũng phải canh từng giờ để bơm nước. Để có nguồn nước sinh hoạt, gia đình anh đã phải sử dụng tiết kiệm nhất có thể, thậm chí là hạn chế tắm giặt. Mọi nhà thì tôi không biết, nhưng mà nhà tôi thì cũng có đợt mà in đưa qua tôi phải tích trữ chữ đấy. Có nghĩa là mình có cái gì được là mình tích trữ vào đấy, xong là mình sử dụng dần dần, tiết kiệm hết mức có thể thôi. Không chỉ riêng gia đình anh Minh, nhiều hộ dân ở đây rơi vào tình trạng thiếu nước sạch trong nhiều ngày đã khiến cho cuộc sống bị đảo lộn. Thực tế, đơn vị cấp nước chỉ bơm vào buổi sáng, nước lại yếu nên không đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng. Ôi, ảnh hưởng quá nhiều, tất cả luôn. Bây giờ cho thuê mà không có nước thì đứa nào mà thuê? Nó lại phải chuyển đi chỗ khác chứ. Mà tiền nước, các thứ tiền đóng đoàng hoàng mà cứ mất thế này thì chết. Nhịn ăn thì có thể nhịn được, nhưng nước cũng nhịn được. Lắng nồi này, tắm giặt này thì chết. Thì nói chung phải hạn chế thôi, chứ giờ đấy chẳng có nguồn nước nào ngoài cái nguồn nước này. Chấp nhận rồi. Không chỉ riêng các hộ gia đình mà nhiều hộ kinh doanh ăn uống cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ việc mất nước, thiếu nước sinh hoạt. Nhiều ngày qua, gia đình chị Thu kinh doanh ở cuối con ngõ này luôn phải dậy sớm hơn so với bình thường để canh giờ bơm nước phục vụ cho việc kinh doanh và sinh hoạt cho cả gia đình. Mình thức đêm trực để cắm máy bơm vào để mình hút nước, xong rồi mình bơm xuống bể ngầm. Từ bể ngầm mình lại bơm lên bồn trên tầng tư thì là mình mới có nước để dùng. Mình dùng hàng ngày thì nó hơi phức tạp về cái là mình phải đi vặn vòi ở bồn ra để mình dùng thì nó hơi phức tạp về cái như thế. Còn nếu có nước thì mình có vòi trực tiếp thì nó tiện cho mình hơn. Được biết, các hộ dân ở đây đang sử dụng nước sạch của Hợp tác xã Dịch vụ Sản xuất Nông nghiệp thôn Triều Khúc, xã Tân Triều. Phóng viên VTC14 đã đến đặt lịch làm việc nhưng chỉ nhận lại được văn bản của công ty cổ phần Viwaco, đơn vị quản lý vận hành hệ thống cấp nước khu vực Tây Nam Hà Nội. Phải mong muốn là các ông hợp tác xã phải có cách nào để mà cho dân sống, để còn có nguồn kinh doanh để mà sống, chứ mất nước này thì có mất chết hết. Đúng không? Cái lượng sinh viên, cái lượng làm hàng, cửa hàng rồi hiếp chạy máy thì mới không có điện, thì không có nước, đó là chết hẳn luôn. Cho thuê cửa hàng nữa mà không có nước thì nó lấy đâu mà nó dùng được để mà nó ở. Từ cuối năm ngoái đến năm nay là sợ, chỉ sợ mùa hè này không có là chết tắt luôn. Mới chớm mùa hè mà đã lạnh rồi thì nếu mùa hè hẳn thì chết. Được biết, tình trạng mất nước cũng đã từng xảy ra trên địa bàn vào năm ngoái. Và không ai dám chắc, năm nay khi chuẩn bị bước vào mùa hè nắng nóng, tình trạng thiếu nước sinh hoạt liệu có xuất hiện trở lại. Hai công nhân đang thi công văn phòng làm việc của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xăng dầu dầu khí Trà Vinh ở độ cao 15m đã bị điện giật do sơ ý để thanh sắt va vào đường dây điện trung thế. Vụ việc khiến một người bất tỉnh, một người khác bị thương và mắc kẹt trên đường dây có độ cao 15m. Thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 8 tháng 4, nạn nhân sinh năm 1990, trú huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, và nạn nhân thi công cùng sinh năm 1999, trú huyện Rồng Riềng, tỉnh Kiên Giang, đều là công nhân đang thi công công trình văn phòng làm việc của một công ty xăng dầu tại khu vực khóm 1, phường 5, thành phố Trà Vinh. Trong quá trình thi công, do sơ ý nên nạn nhân sinh năm 1990 để thanh sắt va vào đường dây điện trung thế. Sự cố khiến một công nhân bất tỉnh, một người khác bị thương. Thời điểm này, cả hai công nhân đều mắc kẹt trên đường dây có độ cao 15m. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Trà Vinh đã điều 3 xe chuyên dụng gồm chỉ huy cứu nạn cứu hộ, thang chữa cháy,
cùng 18 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường triển khai phương án cứu nạn cứu hộ, triển khai xe thang tiếp cận, giải cứu hai nạn nhân an toàn và đưa đi cấp cứu. Hiện sức khỏe của hai người này đã ổn định. Trưa nay ngày 9 tháng 4, một vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại kho chứa dụng cụ đánh bắt thủy sản của ngư dân ở sát âu thuyền Thọ Quang, nằm trên đường Vũng Thùng 9, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Vụ cháy lớn đã lan sang một cửa hàng bên cạnh và gây thiệt hại nặng nề. Cụ thể, khi phát hiện cháy, người dân nhanh chóng dùng nước, bình cứu hỏa mini để dập lửa. Tuy nhiên, ngọn lửa gặp các vật liệu dễ cháy như thùng xốp, lưới nên nhanh chóng bùng phát dữ dội. Nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng điều 5 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường. Lực lượng chữa cháy của các quận Sơn Trà, Hải Châu, Thanh Khê cũng được huy động để hỗ trợ. Cảnh sát đã chia nhiều hướng để phun nước dập lửa, không cho đám cháy lan sang các nhà dân gần đó. Sau gần 1 giờ, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không có thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi nhiều tài sản trong kho hàng, khung sắt và mái tôn bị đổ sập. Nhà kho bị cháy cung cấp vật tư nguyên liệu cho các tàu đánh bắt cá. Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy và thống kê thiệt hại. Thưa quý vị, bàng quang ở người trưởng thành chỉ cần chứa khoảng 500ml nước tiểu là đã căng to, gây cảm giác buồn tiểu. Nhưng một người đàn ông đặc biệt có túi thừa chứa được hơn 3 lít nước tiểu, gấp 6 lần người bình thường. Đây là ca bệnh hy hữu vừa được phát hiện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Bình. Bệnh nhân nam giới, 58 tuổi, ở huyện Vân Đồn. Bệnh nhân cho biết ở nhà thường thấy bụng dưới to, sau khi đi tiểu xong vẫn không thoải mái nên đi viện khám. Qua kết quả siêu âm và chụp cắt lớp vi tính phát hiện túi thừa bàng quang với kích thước lớn 15 x 20cm và tuyến tiền liệt phì đại. Mặc dù bệnh nhân đã đi tiểu trước mổ nhưng khi đặt son tiểu trong mổ thì số lượng nước tiểu còn dư trong bàng quang và túi thừa lên đến 3.200ml. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật để cắt bỏ túi thừa bàng quang và bóc khối u tuyến tiền liệt. Ca mổ diễn ra thuận lợi sau khoảng 1 giờ phẫu thuật. Khi phẫu thuật, ekip phát hiện bàng quang của bệnh nhân chứa hơn 3 lít nước tiểu, gấp 6 lần dung tích bàng quang bình thường. Ekip tiến hành cắt bỏ túi thừa bàng quang và khối u phì đại tuyến tiền liệt. Ca phẫu thuật thành công giúp người bệnh hết các triệu chứng đau tức bụng, đi tiểu nhiều lần, tiểu không hết. Việt Nam vừa ghi nhận ca mắc cúm AH9 đầu tiên trên người. Trước đó, tại tỉnh Khánh Hòa đã có ca tử vong do cúm AH5N1. Bộ Y tế nhận định, thời gian tới vẫn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm các chủng cúm virus gia cầm sang người. Con đường lây nhiễm dễ nhất sang người đó là tiếp xúc trực tiếp với gia cầm hoặc chất thải của gia cầm nhiễm bệnh. Vì thế, việc chủ động phòng ngừa nguy cơ dịch bùng phát tại các khu chợ buôn bán và giết mổ gia cầm cần được chú trọng hơn bao giờ hết. Chợ đầu mối phía Nam Hà Nội. Tại đây, theo quy định, gia cầm không được giết mổ tại chỗ, chỉ được bán gia cầm có lông và gia cầm đã giết mổ. Mặc dù đã nghe thông tin báo đài về dịch cúm gia cầm trên người, nhưng dịch ở xa, gia cầm của mình lại có kiểm dịch nên tiểu thương này cũng không quá lo lắng. Do vậy, khẩu trang chị cũng không đeo. Thậm chí còn ăn uống ngay bên lồng gà nhà mình. Cái đấy thì cũng có nghe nhưng mà nó ở xa, nhưng mà ở mình đây thì cũng chưa thấy gì. Nên thành ra là có giấy tờ hết rồi, không phải lo. Tiếp xúc hàng ngày như này mình có đeo khẩu trang để phòng ngừa cho bản thân mình không? Không, có nhiều lúc cũng đeo, nhiều lúc cũng không đeo. Sau khi đọc thông tin và biết được Việt Nam đã ghi nhận các ca mắc cúm gia cầm ở người, Ban Quản lý chợ đầu mối phía Nam đã đến các hộ kinh doanh gia cầm trong chợ thông báo, nhắc nhở các tiểu thương cần chủ động phòng chống dịch bệnh. Đeo găng tay, đeo khẩu trang vào, cũng là tuyên truyền cho các bà con hộ kinh doanh xung quanh nhé. Nhắc nhở. Nhắc nhở bà con hiện nay là đang có xuất hiện dịch cúm gia cầm ở Việt Nam. Nói chung là em cũng chưa nghe thấy, em mới được thông báo thôi ạ. Vâng, mới được thông báo thì là nên là cũng chưa biết được là nó có dịch cúm về đến đâu rồi, thì em cũng không biết, mới được thông báo thôi. Nếu mà được thông báo thì bọn em sẽ chủ động là đeo khẩu trang phòng chống chứ chị. Vâng, bọn em chắc chắn là em sẽ chủ động phòng chống. Đối với ban quản lý chợ mà khi đã có cái thông tin đang có dịch cúm gia cầm trên người ở phía Nam, thì tại ban quản lý chợ là chúng tôi cũng đã tuyên truyền tới các hộ kinh doanh và đặc biệt là các hộ kinh doanh mà đang kinh doanh về gia cầm
là phải đảm bảo về an toàn là đeo khẩu trang, đeo găng tay đầy đủ để phòng tránh chính cho chính bản thân. Dịch cúm gia cầm trên người này như tôi được biết ý, thì nó là cũng một cái dịch rất là nguy hiểm, nó lây lan rất nhanh. Mà nếu để bùng phát ở phía ngoài Bắc này hoặc là các chợ lớn này thì sẽ ảnh hưởng rất lớn tới các dân sinh. Còn tại một chợ dân sinh trên đường Nguyễn Công Trứ, Hà Nội, tình trạng mua bán và giết mổ gia cầm sống được thực hiện ngay tại chỗ. Người giết mổ cũng không sử dụng găng tay hay khẩu trang, chất thải từ hoạt động buôn bán giết mổ gia cầm thải ra ngay trực tiếp tại chỗ. Theo Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội, toàn thành phố hiện có 726 cơ sở, điểm giết mổ gia súc, gia cầm, trong đó có 656 cơ sở giết mổ thủ công, chưa đảm bảo các điều kiện về vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm.